Chào các anh chị đến với phiên live. Hôm nay mình sẽ nói về kính ghép nghệ thuật. Nghĩ là mình live xong thì mình à. Cưng có đói không? Không. Tại vì em thấy mình bày cái này chắc cũng hơn lắm. Tại vì dịch này chị coi các bạn của hai đứa mình nè. Trời trời. Nè nước kính nè. Kính ghép nè. Uống nước đi. Để dành nó uống. Để dành bé uống chứ ghép. Nó cũng dữ dội đó. Kính ghép. Ý là chị để cái nhãn. Ủa sao nó có hướng gì vậy? Trời. À dưới kìa tắt. Ủa sao? Chọn lại hiệu ứng nè. Nâng cao. Hiệu ứng. Ủa này em Thanh. Hiệu ứng mới đấy à. Quá trời quá đất rồi. Lỡ tay mọi người. Sao? Ok. Chị kia vô sợ quá ra là thấy gì á. Tự nhiên thấy hình lè. Hôm nay mình sẽ nói về kính, mẫu kính ghép nha. Để đèn hồi lớn cho máy đầu tiên. Kính ghép hay còn gọi là kính an toàn. Để sau đây đọc được sẽ dễ thôi. Cái là muốn đằng sau à? Sao quá chị không thấy. Kính ghép hay còn gọi là kính an toàn là loại kính được sản xuất bằng cách ghép hai hoặc nhiều lớp kính với nhau bằng một lớp nhựa PVB hoặc là EVA. Nhờ vào cấu trúc này thì kính ghép có những đặc điểm nổi bật như là an toàn nè, chống tia UV nè, cách âm, chống đạn và bảo vệ rất là tốt. Của mình là dùng PVB á. PVB là loại cao cấp hơn. Không, nhưng mà PVB là sẽ dùng ở khu vực ngoài trời hoặc là cái có tác động ánh nắng trực tiếp vào. Còn EVA là sử dụng trong nội thất ở phía khu vực phía trong. Rồi mình làm luôn á, mình làm PVB á. Làm hết luôn PVB. Tại bữa hôm sẽ nói hai loại đó. Cái độ ghép phim ở giữa này là tùy thuộc vào cái khổ kính. Cái keo này dày hay mỏng là tùy thuộc vào khổ kính. Nếu khổ kính càng to thì cái lớp phim ở giữa này, cái keo phủ càng rộng, càng dày để cái cấu trúc của nó bền chặt hơn. An toàn thì có. Kính ghép là an toàn tuyệt đối nha mọi người. Nó giống như tên của công ty này. Sắc đó. Có ông trời bảo vệ. Kính ghép nó có các loại, các dòng như là kính ghép đơn giản nè. Là chỉ cần hai hoặc nhiều lớp kính ghép lại với nhau. Ở giữa dùng keo PVB hoặc là EVA. Đây là dòng cơ bản nhất. Còn có những dòng như là kính ghép chống đạn thì nó được thiết kế đặc biệt để chịu được lực tác động mạnh, thường được sử dụng trong các ứng dụng an ninh như của ngân hàng nè, như cửa sổ của ngân hàng hoặc cái tòa nhà cần được bảo vệ cao. Rồi kính ghép cách âm, loại kính này có cấu trúc đặc biệt giúp giảm tiếng ồn từ môi trường bên ngoài, thường được sử dụng trong các tòa nhà văn phòng và nhà ở. Kính ghép chống tia UV có khả năng ngăn chặn một phần lớn tia cực tím, bảo vệ sức khỏe và nội thất bên trong khỏi tác động của tia UV. Kính ghép chống sốc nhiệt được sản xuất để chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu tính bền cao. Kính ghép màu được thêm màu sắc vào lớp kính hoặc lớp PVB để tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ, thường được sử dụng trong các thiết kế kiến trúc. Kính ghép màu của mình ở đây là kính ghép ghép phải bên em. Đây là mẫu kính ghép màu, một trong những mẫu kính ghép màu 9 ô, cái mẫu 9 ô. Chị nhớ bữa đó chị để bên đây ai lấy nữa mà hôm nay còn bên bắt bên đây ta em đây là đây nhìn cái này ngay tay em luôn.
Đây là màu, cái màu trung tính này thích hợp ở văn phòng ha. Còn đây là kính ghép màu, mà màu sắc này sặc sỡ luôn nè. Mẫu này thích hợp ở cái vị trí của vách của nhà hàng, khách sạn hay là những quán bar, quán karaoke, những nơi mà cần tạo cái điểm nhấn, tạo điểm thu hút. Làm cái bức tường check in rất là đẹp. Hết cái con rồi, bị tuột xuống rồi. Kính ghép bên em là kính an toàn, độ an toàn toàn là rất là cao. Em mình không nói được cái từ nào để nói. Kết hợp với hiệu ứng đèn led sẽ ra cái bức xạ ánh sáng rất là lung linh. Nó nằm đâu đây? Mình không biết đúng ý nó. Cái màu sắc kính sẽ đi theo cái màu sắc đèn led được nè. Đây là tông ánh sáng bình thường, đi theo tông vàng nắng hoặc là vàng của cái ánh có ánh cam. Trong thiết kế mọi người sử dụng đèn công nghệ đèn led á, nó sẽ cái kính này nó thể hiện rất là tốt độ phản quang, vì độ phản quang của phôi kính siêu trong nó đạt tới 93% rồi. Hi, xin chào con. Ủa nó lên rồi, nó nặng, nó tiêu rồi. Bạn đó nhỏ hơn chị dường như mấy ngày tuổi, ta 7 ngày tuổi. Ủa mà nó xuống này nó kêu chơi sao bà lớn tôi có mấy ngày tuổi mà sao bà trẻ gì tôi già vậy. Cái này em được cái bữa ăn bữa không hả? Nãy em bấm lần đầu tiên ăn ghê luôn. Hay nó phải chịu vậy à, à. Chỉ lên chị thẳng lên giống vậy đó. Đúng đó. Rồi mình không biết đúng ý con em. Ok, hiểu rồi, hiểu ý nhau rồi. Ok. Lần đầu tiên mới hiểu ý nhau. Hiểu cái chứ. Rồi hiểu rồi. Hiểu rồi được rồi. Công việc của mình là chỉ ngồi bấm led cho mọi người thấy hiệu ứng của cái. Giờ mình đổi không? Mình đổi cái khác không? Led cái nào? Được nè. Chị nhiều mà chị tự lấy được á. Cái nào? Cái nào? Này hay là lấy cái ngồi đó đi chị. Hoành trang để lấy được. Dạ. Yeah. Đây là một loại khác nha mọi người. Kết hợp cái hiệu ứng ánh sáng này. Mẫu kính ghép bên em, mình ghép được ở cái phôi giữa rất là nhiều ạ. Rất là nhiều loại kim loại nè, vải nè, sợi thủy tinh nè, hay là mình ghép những cái mẫu kính khác nhau. Ví dụ đây là mẫu kính phía trước, là mẫu kính khắc laser nha. Đây khắc laser trực tiếp lên bề mặt kính luôn. Ở phía sau là kính phẳng. Ôi, cái mùi bánh tôm chịu không nổi luôn. Nó hấp dẫn. Đèn quá. Đấy chị, có làm thì mới có ăn. Đúng rồi, mình phải làm mình mới ăn được. Em đổi mẫu kính khác nha. Đây là mẫu kính kim loại ánh bạc. Đây kết hợp với hiệu ứng đèn led nè. Rồi.
mình nhìn mình tưởng là đã đổi một bộ kính khác đúng không, nhưng thật ra đây là nó chỉ là khúc xạ ánh sáng của ngược lại của cái đèn thôi, nó đi theo cái màu của đèn mà. Này mà sử dụng led nó chạy gì chạy, hoặc là xe led 7 sắc cầu vồng nữa là nhìn nó lung linh. Để ghép được cái phim kim loại bên trong này thì đòi hỏi kỹ thuật của cái kỹ thuật và tay nghề của thợ rất là cao, tỉ mỉ. Rất ít nhà máy sản xuất được cái mẫu mã này à. Ứng dụng của kính ghép mình được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ vào tính năng an toàn và hiệu suất cao của nó. Ví dụ như là trong xây dựng thì kính ghép thường được sử dụng cho cửa sổ nè, cửa ra vào nè, vách ngăn và tường kính trong các tòa nhà thương mại hoặc là dân dụng. Còn ô tô thì kính ghép được sử dụng trong kính chắn gió, kính cửa sổ của xe hơi để đảm bảo an toàn cho hành khách. Cửa hàng và cái khu vực triển lãm thì kính ghép được sử dụng để tạo ra các vách kính trang trí, giúp trưng bày sản phẩm và đảm bảo an toàn. Công trình công cộng được sử dụng ở các tòa nhà chính phủ, ngân hàng, các cơ sở yêu cầu độ bảo mật cao thường được sử dụng kính ghép để chống đột nhập và bảo vệ cái khu vực bên trong. Trong đồ nội thất thì kính ghép được sử dụng trong thiết kế nội thất như là bàn kính, kệ kính, các yếu tố trang trí khác, vách kính trang trí tạo điểm nhấn cho không gian sống nè, hoặc là mình chủ yếu là để check in thôi. Trong phòng thí nghiệm thì có những cái thí nghiệm hóa học hoặc là thí nghiệm vật lý nó cần bảo vệ cho cái môi trường hoặc là con người xung quanh thì mình cũng sử dụng cái vách kính mà sử dụng kính ghép này. Ứng dụng trong nghệ thuật thì kính ghép có thể được sử dụng trong các tác phẩm nghệ thuật hoặc là thiết kế kiến trúc độc đáo. Các anh chị bên thiết kế cần các mẫu mã mới, còn cập nhật mẫu mã mới thì liên hệ với em Ngân có thể cấp mẫu cho mình ha. Hoặc là chỉ cần đưa hình ảnh 3D hoặc hình ảnh đi bất kỳ ở bên ngoài, anh chị thấy mẫu mã nào mà đẹp mắt thì cứ gửi hình ảnh về cho em thì em sẽ thiết kế lên kính và tạo cái bề mặt đó trên sản phẩm kính đều được hết rồi. Quy Nhơn khách sạn căn hộ đã tham gia. Xu hướng bây giờ là sử dụng kính ghép để nó an toàn, tại vì nó an toàn hơn kính cường lực bình thường của mình nữa. Kính cường lực thì khi mà đổ vỡ thì nó vẫn kiểu như là nó bắn tung tóe cái hạt lựu ra, nhưng mà kính an toàn này thì nó có cái lớp phim ở giữa vậy nè, cái lớp keo ở giữa nè, nên nó có bị rạn hay nứt gì nó vẫn cố định trên cái bề mặt đó, nó không có bung ra để mọi người có thể gây tổn thương cho mọi người xung quanh. Cửa nó là không được được để cạnh hay được để chồng thôi. Hai cái luôn. Lại chặn tóc luôn. Mẫu bestseller bên em à. Mẫu này là mẫu độc quyền của sếp gót cho mọi người. Hay các showroom thời trang hoặc là những cái quán bar sử dụng rất là, nhìn nó rất là nổi bật luôn, rất là thu hút luôn. Để làm vách trang trí nè, vách ngăn nè.
ánh sáng xuyên qua rất là tốt. Vì phôi kính này là phôi kính siêu trong đạt 93%. Nhưng mà nó có cái màu sắc phim ghép phim ở giữa này nè. Cái màu này nó sẽ khúc xạ với cái ánh sáng mà đèn hiệu ứng sáng của đèn LED đi kèm nó, đi kèm phía sau nó. Hiệu ứng LED rất là gọi là rất là tối ưu cái hiệu ứng LED luôn à. Nè mọi người chú ý cái ánh sáng khi mà có ánh sáng, màu ánh sáng khác nhau đi vào cái kính nha. Lại không phải. Không hiểu nguyên lý. Đó đúng rồi. Không hiểu nguyên lý nhỏ. À, cái kia nó cũng để xéo xéo vậy nè. Đúng rồi. Rồi. Hiểu. Liên tưởng. Nó bắt sáng thì nó vậy nè. Mình nhìn vô đây cũng được cái chỗ này hiệu ứng này. Bên em nhận gia công những khổ kính lớn gọi là quá khổ. Kích thước kính to bên em là 2m4 x 3m6. Có gia công kính tráng gương mà kính uốn cong. Quý anh chị có câu hỏi nào đặt ra bên ngành kính hoặc là bên gạch kính nè, bên kính trang trí hoặc là kính bên xây dựng thì cũng có thể đặt họ câu hỏi với em hãy tư vấn lại cho mọi người à. Tư vấn và giải đáp. Xong mọi người lại đi bắt tim nữa rồi. Xếp là cái ô này nó là cái thước nó gì vậy luôn hay là cái khoảng cách này nó rộng ra được không? Rộng ra được cho mình tỷ lệ thôi, nhưng mà em nghĩ là nếu mặc định là nó như vậy, nó áp lên trên tường, nhưng mà chắc là em sẽ chắc là chi tỷ lệ lại cho cái khung đó. À chắc vậy. Tuy nhiên một cái khung bự thì nó cũng sẽ là như ô đó, cũng chính ô vậy. Vâng, có thể đổi nào thì đổ lên thiết kế là được. Em trước cũng báo giá nhiều mà chưa mấy anh chưa. Và khi giới thiệu này nhiều người quan tâm. Bên chủng còn giữ của mình một cái kính loan nào đúng không? Máy nổi luôn, máy nổi luôn. Ủa chị nhớ bữa đó bỏ ra đây mấy mẫu xong rồi chị còn quay chị sợ lấy đi cái đem qua đây rồi đợi sếp chị hỏi giờ sếp có muốn hợp tác bên đó không, chị qua bên người ta chơi sẽ lấy mẫu về. Đây là mẫu kính ghép vải nha mọi người. Mẫu kính ghép vải này mình có thể sử dụng ở vị trí như là cái tủ, những cái tủ trang trí, cái tủ quần áo nè, tủ rượu nè, rồi là cái tủ ở dưới chân cầu thang mình hay sử dụng, có những cái tủ đó để mình để cái vị trí cái cánh tủ bằng kính này, kính ghép vải này nhìn nó rất là sang trọng.
Đây là màu sắc trên một bề mặt kính nha mọi người. Này kính liền lạc luôn à, không phải là ghép đâu. Không phải là ghép cái mà những miếng nhỏ nhỏ với nhau nè, những màu sắc khác nhau vậy nè, không phải là ghép mà nó trên một bề mặt kính luôn. Nhưng mà nó ra hiệu ứng khác màu với nhau. Bên em có gia công đổi, ví dụ như là mấy anh chị không thích cái màu hồng này ở đây, muốn đổi cái màu xanh lên hay gì đó, thì theo yêu cầu thì bên em đều có gia công theo được hết à. Khổ kính, màu sắc kính là gia công theo yêu cầu của khách hàng. Bên em nhận gia công kính cho dự án, cho công trình dân dụng, cho khách lẻ sử dụng. Mọi người có, nếu có thời gian có thể ghé qua showroom của em để coi trực tiếp những mẫu gạch kính và kính trang trí bên em. Bên em cũng có rất là nhiều mẫu mã kính, kính nhà thờ, giống như là phía camera sau của em này ạ. Đây là kính nhà thờ. Kính nhà thờ bên em là công nghệ với công nghệ in 6D nên màu sắc nó rất là bền theo thời gian, nó không bị ảnh hưởng bởi cái điều kiện ngoại cảnh, giống như là ánh sáng trực tiếp của mặt trời hay là các tác chất tẩy rửa hay tác động, ví dụ mình cào xước mạnh lên nó cũng không bị trầy xước. Rồi kính ghép bên em được sử dụng keo chuyên dụng, keo PVB nên nó an toàn và nó độ bền của cái màu sắc bên trong cái phim này nè, nó sẽ bền màu với thời gian, nó không phai màu, kể cả chúng ta ghép ở giữa là hoa khô đi chăng nữa nó cũng không ảnh hưởng bởi ánh sáng hay là nhiệt độ của môi trường bên ngoài. Trong các thiết kế bây giờ người ta sẽ sử dụng nhiều, đưa ứng dụng của kính ghép này nhiều vào trong các vị trí kính, mà kính mặt dựng của vị trí ốp thang máy nè, vị trí ở lan can, ở những cái sảnh thang máy, không, những cái sảnh ở trên cái tầng mà của trung tâm thương mại, nó có những sảnh dài nè, mình sử dụng kính ghép này nó sẽ an toàn hơn và nó tạo sự chú ý nhiều hơn nữa, độ thẩm mỹ nó cao hơn là kính dán đề can bình thường. Không, giờ cũng còn 2 tiếng nữa, 2 tiếng là bữa. Nhưng mà ý là mình like nhiều thì có, ví dụ có xem có ai đó follow Kim thì cũng tốt, thì ngày nào cũng like được, có follow là ok rồi. Ủa tôi nay Kim nay không có được lượng hả Kim? Sao vậy, sao mà nay vô tình vậy, nay hết bạn quen à? Đúng rồi, chắc giờ này người ta đi làm hết rồi, không có rảnh rỗi. Nãy có thằng nhóc quen mà nó lên cái vừa hiện hình xong nó đi mất tiêu luôn. Không, mình tự thả like cho mình đi. Mọi người ơi, mọi người vào xem thả like giùm em nha. Mọi người chưa thả like thì em tự thả like cho em. Chúng
ta hãy tự thả like cho mình. Đây có người bên nội góc vô coi coi xong được đâu mấy nạp năng lượng cho nó. Ý là anh giới thiệu cái kho của ảnh chắc vậy, chị nghĩ vậy. Kho 1000 mét ở quận 12 à, anh giới giới thiệu. Này kho của anh hả? Mọi người ơi, mọi người có biết chỗ nào cho thuê kho mà bên em đang có nhu cầu thuê kho khoảng 300 đến 400 mét vuông ở khu vực quận 12. Mọi người biết thông tin thì chia sẻ giùm em ha. Em đang cần tìm thuê kho ạ. Mình phải tự thả tim mình thôi chứ không ai thả cho mình hết. Có tiền ê kinh linh ghê nãy mới nhắc nó ha. Có 8 cái ghế này không chị? Cái này dưới này, cái này mình quên tao nha, nó nói phải ghế Sabinem mình chị. Bên đây có Minh Đăng Kinh có ghế này. À, chị hay dùng từ cưng cưng á. Cái bữa đó có thằng bé kêu gì nè, chị chị đừng có kêu em như vậy em ngại lắm. Ý là lớn quá hả? Ý là lớn là mắc cỡ hả? Ừ. Trời ơi. Chị quen á, nhỏ hơn chị cưng cưng có sao đâu. Cái ta lớn cưng hả? Không, không có. Để chị hỏi. Mọi người có thông tin về kho chỗ nào cho thuê kho khoảng 300 đến 400 mét vuông khu vực quận 12 thì giới thiệu giùm em mà để em chứa những cái gạch kính này để dự trữ gạch kính này để phân phối cho nó dễ. Quyền bán nhà đẹp ở Gò Vấp. Quyền à? Quyền hả? Hello, hello người đẹp. Hôm nay chốt được nhiều nhà không? Dạ không thấy gọi bạn làm nội thất gì nữa. Ủa Quyên, bên Quyên biết chỗ nào mà cho thuê kho khoảng 300 đến 400 mét vuông không? Cũng nhiều mà không thấy công trình nào ấy là nội thất lại hết. Dạ không thấy ai sửa sang nội thất gì giờ. Bên bạn đang có nhiều mẫu kính đẹp lắm nè, kính ghép đẹp nè. Kêu khách sửa nhà đi. Bạn cung cấp vật tư, bạn anh thi công cho. Thuê kho hả? Thuê kho để gạch, mấy cái gạch kính phía sau lưng tôi nè, thấy không? Chứ làm, tôi muốn làm mấy cái cabin phòng tắm, làm cabin phòng tắm mẫu á, để cho khách hàng tới dễ coi á. Chứ mình đưa cái mẫu kính, ví dụ tôi nói là mẫu kính ghép này đi để làm
cabin phòng tắm nó rất là đẹp, nhưng mà người ta nhìn vô cái mẫu kính không thì người ta sẽ không hình dung được. Tôi muốn làm cái cabin phòng tắm nó như thực tế luôn, ra cái thước thực tế luôn để người ta hình dung được nó. À, cái giao diện nó to thì nó cái hiệu ứng ánh sáng rồi về khúc xạ ánh sáng này nọ nó có tốt không, hơn đúng đáp ứng nhu cầu của người ta hay không, kiểu vậy. Ủa Quyên, cái nhà anh Châu hôm trước chắc là xong rồi hả Quyên? Bữa anh nói là đợi ảnh có giấy tờ nhà đi anh liên hệ lại, tới nay cũng 2 tháng luôn rồi. Thật là tiếc. Làm mình phải báo giá rồi xong. Mình đi khảo sát, mình đi báo giá tùm lum. Xong rửa xong im luôn rồi trời. Cái bàn bận. À quay này là ý là nói đường có xe công vô nè. Đường to to xe công vô được nè. Ừ. Vậy là cái chị xài nhiều hơn so với cái pin sạc điện. Chị đi cái nào vậy? Ừ, đúng rồi mà. Nó có hiện lên lên pin chưa? Nó có, nó vẫn lai tiếng học tiếng Trung á, nó cũng đâu nói chuyện gì đâu. Con nó ngồi nó viết cấm cú, nó viết gì vậy không? Hả? Ờ, vậy mà không bị cấm hả? À hay vậy. Thủ đô nội thất. Dạ xin chào anh chị quý thủ đô nội thất à. Bên em chuyên cung cấp dòng kính trang trí cao cấp cho các công trình nội thất. Sao ai mất tiêu rồi? Mấy nay bên văn phòng ok không? Sếp em không có. Em cũng không qua quay vì quay lên quảng cáo. Tới thâu báo giá cũng lại thì cũng bạn biết. Không, cũng lại báo giá trơn tru rồi. Chị cũng biết cái đó thì nó đang còn xin mới nhớ chị chưa đăng cho cái này. Ừ chắc là sếp cũng biết rồi đó, chắc là sếp cũng hiểu ra được vấn đề.
ơi, cảm ơn mẹ Vi. Ủa nay bà có like không? Công nhận cái máy của sếp nó trâu thì chứ. Để hoài luôn. Ừ. Không xài á. Ủa bán mấy cái hàng gia dụng nó đai buổi nào nó tốt hơn ta? Buổi khuya hả? Người ta có mua sắm gì? Tôi thấy tôi đi toàn mua đồ khuya. Ủa bà liên hệ với con bé Ngọc Anh chưa? Bán hàng xuyên quốc gia khác không nên cách tính vận chuyển thì không nên làm lãng phí công sức mọi người với lại nhân viên mà không chốt được đơn người ta cũng lãng phí. Tập trung sai lệnh hả? Không phải là tôi nghĩ là do chính sách chung của toàn thể cái nó của cái này nó vậy luôn á, nên giờ mình xây có xây bao nhiêu kênh nó cũng vậy thôi à. Chỉ có điều giờ sao ta, mình review nhiều gì sản phẩm để cho người ta biết cái công dụng đó vậy thì người ta có giống như tăng cái tính hiếu kỳ của người ta vậy, người ta vào coi rồi người ta thích thì người ta mua nhiều hơn, ủng hộ nhiều hơn. Khi mà mấy người mà gọi là đã quá thích thì người ta cũng không quan tâm vấn đề ship cao ship thấp gì đâu, đúng nhu cầu người ta cũng có thể mua được. Giống như tôi mua sách vậy, tôi thấy cái đó sách đó là ok là tôi sẽ mua thôi, chứ tôi cũng nghĩ là cao gì nhé. Giờ mới dậy luôn đó con. Ủa anh Nguyễn đã gửi lời mời kết bạn, đồng ý luôn đi. Học dùng biết nó là ai. Tìm số điện thoại của sếp để coi tư vấn gì. Dạ xin chào. Ê một giờ tôi thấy người ta hát hò gì nhiều lắm luôn á. Người ta hát mới thu hút được nhiều like, còn mình mà hát là người ta bỏ đi luôn. Tôi cũng vậy, tôi mà hát là người ta nghe.
Né và supply luôn. Là ném đá ném bơm rồi luôn. Gì ném đá ném bơm gì? Ý là mình mà hát á, người ta hát thì sẽ có như thu hút được nhiều người, nhiều lượt coi rồi, đúng không? Nhiều lượt chia sẻ đâu. Thì giờ ta cũng phải kiếm tiền ta mua. Mua đá không ôm chậm. Ủa cái số này của sếp là có kiểu như đăng đâu ta? Chắc tiền đăng hả? Đăng gì chị? Cái số này nè, là tiền sẽ đăng nó lên, ví dụ như là kèm cái bài gì đó, liên hệ hotline gì gì, là số này, là số đăng, sếp đăng kèm. Số này đi chị, số này của Việt Nam. Còn số sếp đang cầm là có trong báo giá. Nhưng mà ý chị nói nè, cái này thì Zalo thì nó sẽ hạn chế là ai các bạn mới thấy mới biết thôi, còn không có bạn bè thì đâu có biết gì đâu, thì phải có đăng trên Facebook một cách bạn biết. Chị Tuyền sửa thêm cái hotline và cái số này đi. Không, là bạn của chị đó, mày toàn người nghiện không. Không, mình tự thả tim cho mình tiếp. Ê bà, cái đèn like bên tôi nè, mày thấy cái đèn like bên tôi không? Xịn sò lắm nha, nhiều tông màu lắm luôn á. Này sếp tôi đem từ Đường Hải về nè. Nó có nhiều tông màu á. Nó còn tặng kèm cho thêm cho mình mấy cái kính màu ở đây nè. Mình muốn tông màu nào chủ đạo thì nó ở đây gắn đi cũng được. Màu đỏ, màu xanh dương gì cũng có. Còn là tông màu của cái đèn, của ánh đèn. Giờ qua quảng cáo đèn luôn. Mình xài cái đèn này để mình khi mình livestream á, nó sẽ tập trung ánh sáng vào cái sản phẩm của mình nhiều, nhiều hơn, và nếu tối ưu cái ánh sáng này nó không bị ánh sáng nó vô mặt mình, không bị sạm da. PDF sang Excel rồi không nắm kì vậy. Ủa chị hỏi máy em xuất PDF được chi vậy? Không, em tự đánh lại hết đó. Bữa đó em cũng chuyển mà nó hình như cái hình nó bị nhảy 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 đó. Đúng rồi, hình nó nhảy mà mình lôi nó lại không được luôn. Nó bị méo mó cái gì á. Mà em đánh lại cũng nhanh, tại hôm bữa chị cắt hình sẵn đó, em phải vô nó cũng nhanh đó. Hình như nó không có công thức thì phải. Nhưng mà mình đánh là công thức dễ rồi, chỉ cần đánh tại cái chữ đó, công thức bằng
báo giá của chị là chị gửi em xong rồi em đánh tay lại, nhập tay lại. Tại nó dạ dạ hôm trước em nhớ cũng làm vậy mà nó nhưng nó không ra được công thức nè. Thứ hai là nó cái hình ảnh nó bị méo mó cái gì á. Chị vẽ cái gương nó nhiều nhiều đi chị, mốt đem về nhiều tiền ship cho nó rẻ hơn. Ủa sao vậy, nhà nghỉ dưỡng hả? Ủa vậy hả? Gửi lại em cái CV đi để hình như hôm trước em nhớ là bên nào nó có đang tuyển mà cái là nó á. Đợi làm xong cho cậu Trà hả, làm hả? Ủa mình cái đó mình bảo lưu luôn thời gian là được mà, mình lên ví dụ mình có việc làm rồi mình lên mình. Thôi vậy nghỉ đi, nghỉ tới đó thì làm. Ủa mà không, mình mất 2 tháng thử việc nữa chi bà. Chị phải nghĩ tới mình sẽ bị mất 2 tháng thử việc, 2 tháng thử việc thì mình đâu được đóng bảo hiểm. Thì tới đó là vừa rồi. Rồi hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy giờ ăn chơi đi. Được. Sáng giờ sức có nói chuyện gì nữa không? Điện không nghe máy, bận rồi. Em hỏi lại cái này đi. Chị đang nhấn á, chị A cộng số. Chị kêu cái A cộng số chứ. Cái đó mới nghe báo giá trơn tru này. Cái đó trên máy rồi, trên đây rồi. Trên máy này. Đẹp thì cũng thiết kế đẹp hơn. Làm cái này mà có mình muốn còn ngon lắm. Có mình không có cái là sẽ rất là ok. Ủa sao mình dặn anh Lương là ảnh thiết kế để ảnh đưa vô sản phẩm của mình vô ảnh lấy ta. Ảnh làm giám đốc thiết kế bên đó nè, bên công ty này nè. Cái anh này thì ở dưới công trường thôi, còn chị chơi chung với một anh với nó cái chế nữa. Đây nó đổi tên rồi, bé này nó đổi tên rồi. Cảm ơn mẹ Vi đã chia sẻ. Thế mình ăn đi tức thì đói rồi. Nó còn thấy đói rồi. Nó còn thấy đói rồi. Ê bạn chưa giảm. Chừng đồ bò. Đồ bò. Chúng ta sẽ bài đồ ăn ra. Có mình chị mà chị bà ấy sợ luôn. Hộp này để dưới đây đi. Ê hộp này giống như mấy người đi bán ăn cơm.
Lấy hạt xoài, hạt xoài. Để tạm đây đi. Ăn uống thôi, ăn cho có sức để làm. Bên này đã lấy đâu chị? Hả? Bên này đã lấy đâu? Bên đây giảm đây hết. Nó sợ chị. Đi có một tuần đó vậy nha. Thôi để này được rồi. Thôi chị lấy tiếp không? Dước cho chị ngồi không? Không không. Chị để này lên phía trước xíu. Chắc là đậu. Đấy. Ôm. Chân chân. Ốc bu ngoài thịt. Ốc nữa ừ. Chương trình phút ban bắt đầu. Chắc mình ăn trễ. Ê, mình phải có cái mẹt á. Ở nhà chị có cái mẹt nha, hồi đó chị ăn gà. Có cái mẹt. Đem vô cho nó đẹp á hả? Ừ, để sơ cho nó đẹp. Ê, mình xé hai cái này ra mình làm cái tiếng luôn. Tận dụng. Này cẩn thận đổ cho người rồi trời luôn. Có ai đi làm mà múc ba múc bột múc cơm với mình không chị? Hôm nay chúng ta sẽ múc ba múc đậu múc đậu thôi. Em tắt máy lạnh rồi đúng không? Tắt máy rồi. Học đâu có đồ đâu vậy? À có ớt xay. Có ớt tắt rồi. Ừ, nó thơm thơm. Vậy ăn bún đậu cho có hai cục kẹo vậy sao đủ đỡ phải chục cục chắc cả nhà anh chị đều là ăn cơm hết mọi người ngủ nghỉ rồi xong hết rồi có hai mình là khoảng khoa học như em xếp ăn món này bao giờ chị ta đi không quá tại vì cái này cũng hơi khó à này nó hơi khó gỡ luôn kìa mình có móng tay luôn á rồi em sợ nó bung quá chị thiệt á chị sợ nó bung luôn rồi nhưng mà người ta còn chặt ghế ta chắc tại cuối á bùng ấy quá là nó ô dễ rồi bị manh vô thì khớp không buộc chặt luôn anh sẽ bệt thúi luôn lấy một sao rồi đây này buộc kinh khủng vậy ờ à, quá trời vòng luôn á đã siết chặt cái vòng này này nha mà còn quấn dùng hết độ giãn của cộng thun ra luôn. Đây là kỹ thuật thượng thừa luôn hả? Chị đáo ra được hay gì? Cũng xoay chở 7-7-4-9 lần mới được luôn. Chỉ có bóng tay cũng đây. Thấy chị tháo em nhiều lo sợ. Rồi chị sẽ nó xịt vô người. Không người ta cũng nghe nè. Người ta đã quấn trên đầu nó vậy nè. Giống như là lận nó cũng giảm bớt cái điều mà cái nguy cơ mà bị bắn bị ghế này là kỹ nói chung là kỹ cái hàng có tăng không chưa đánh giá rồi.
thúi thúi nha mọi người. Này bây giờ chà chanh với chiều nổi hơi thúi thúi nha mọi người. Nhiều khi mấy anh chị có thể thấy được cái sự thúi ở màn hình. Thúi lây qua màn hình luôn á. Đó là chị. Ủa nó cho mình mấy bịch đường nữa. Một. Cái gì? Nó khóa lại mình. Đèn trên đèn hết. Đèn có khách tốt tốt. Mỗi ngày đều có lượt view rồi. Không có cái bàn để keo cái keo đồ ăn lên hết, nhìn hấp dẫn. Nhiều lắm, cái này phải để cái mẹ. Mấy đứa chiên bàn á, nó ăn là nó để cái bàn ra phía trước nó vậy nè. Nó ngồi lùng hơn các bạn. Vậy hả? À, đưa cái mặt lên các bạn. Thấy cái mâm đồ ăn, mấy cái bàn đồ ăn với cái mặt nó thôi. Hết sức cẩn thận luôn. Còn các cậu ớt này nữa nè. Không, chị cũng có nhu cầu ớt thôi luôn. Chị chỉ có vài miếng ớt để cho nó sao đâu. Tỉnh tâm. Em thì rất là cũng ngại cũng hay đó. Thì cho nó thơm không? Nhỏ nó có cay đâu. Tỉnh sao em đừng lũng. Ê, phải da mình lúc nào cũng đẹp như trên app đã. App mà để sếp hỏi là có áo được cho sếp rồi đó. Vừa nghe cuộc điện thoại mọi người nghe chưa? Mất quen đi cả nhà ơi. Mọi người ơi, ăn xế đi mọi người ơi. Tại mọi người ăn chưa hết rồi. Mình đi mọi người đang thèm cũng đợi mình đi ăn. Ê, mình đang muốn đậu mình ăn thêm sầu riêng nữa cho chắc cái văn phòng nó thơm. Bét ngát. Thơm. Kính mà có mùi luôn. Xếp về tá quả. Mình sẽ ăn được sầu riêng. Bữa khoen mình ăn được nguyên trái sầu riêng được cho bán. Ít đường quá luôn, nhiều tắt quá rồi nó chua lâu mất luôn. Đúng rồi nhé. Đường mặn cái bài hoạt động chung hơn. Ủa, sao rồi? Ý là nãy giờ mình không nói chuyện hay sao? Mình cũng có nói mà ta. Rồi, để bắt buộc có khóa học. Đang nghĩ chỉ là ai vậy? Thành nghĩ đó. Ủa, mình vẫn có nói chuyện bình thường mà. Không biết nữa. Chua nha, chua nha. Có đường chứ nha. Có đường mà ít. Tại mình đỡ ra bình rưỡi rồi. Mình đỡ ra bình rưỡi rồi. Thả đường thêm cái đường. Tao cũng cho tao nhiều nhiều đợi đi. Nãy nói cho nó là xin thêm tóc. Quên xin đường nó không cho. Quên xin tóc với bạn không cho. Không xin đường không cho. Yeah. Không chắc tưởng ở nhà có tưởng có đường. Không có để dụng cụ mà. Đây là có đường ta. Mẹ chị bị tiểu đường á. Cái mẹ chị sử dụng cái đường ăn kiêng vậy. Cái đường đó nó có nó bớt ngọt hả chị? Hay là nó vẫn ngọt. Nó vẫn ngọt.
nhưng mà gọi là sao đó, độ ngọt thì vẫn giữ giữ vậy, nhưng mà cái tỷ lệ cái lệ gì trong thành phần của nó không có, nó là từ cái lãng quả. Ủa rồi nước nghỉ rồi, chiều phải mua không, nước không có bán buổi chiều. Ủa bán gì kia, ngày không bán một buổi hả? Cái bên này hơi dán lên ngồi hơi lâu rồi. Hôm nào bán thì muốn chắc đắt mà từ từ mới. Không, chị thấy làm nước mắm ngon á. Có nhiều chỗ bán bánh bánh cuốn lên nước mắm nó cháo phèo à. Nó không có đậm vị. Kiểu nó chấm nó cứ lờ lờ lờ. Kiểu hài lòng tất cả mọi người. Tại vì nó cứ lờ lờ. Ai muốn gì tự thôi. Nó chua mà nó vẫn mặn. Trang sức, trang sức phủ trần. Trời, eo rồi. Thấy ăn xong eo rồi. Nhà bạn à, chắc chị ăn cơm rồi. Và không thấy được đồ ăn. Như nào thấy được đồ ăn ta? Cái da. Vậy. Dướng rồi bên nào? Bên một cũng dướng. Thấy được miếng quay ngang à? Ê, mình cái của mình có thể quay gì được vậy? Tại sao không quay chạy cục thì? Ấy là hay là quay ngang? Không quay gì được rồi. À vậy đó hết dướng rồi đó. Ừ. Ấy giờ thì vẫn thấy được đồ ăn. Tại thật kia nên vướng cái cổ cho đây nè. Đem đây cho nó dẫn hấp dẫn ra. Ê trời ơi. Đụng vào cái là đi trời. À đúng đậu đúng tớm vậy mọi người ơi. Bạn gì hả? Đó góc có người xem gì. Nay nhạc con ăn gì? Ai? À. Biết hay nha. Ừ. Ê mọi người, ví dụ mà có con như vậy. Ủa sao tụi này nó đi làm nó ăn không? Lên lại đâu không thấy nó ăn không? Đi làm là phụ ha, bút ban là chính. Ủa em có ăn cái bánh xèo của Bình Định chưa? Bánh xèo miền Trung á hả? Không, bánh xèo miền Trung. Cái nước chấm nó không phải là nước bánh chấm chua ngọt như giống như mình. Mắm đậu à? Đúng rồi, đúng rồi. Nước ăn cái đó. Còn ở đó mình đã có những cái lọc này nước chấm cho mình chọn lắm nha. Thấy là bưng ra là sẽ kiểu. Ê mà chị thấy vậy nè. Bữa chị đi Quy Nhơn chơi đúng không? Ừ. Cái chị ra chị đi ở xèo cái chị nè. Người ta đem ra chén mắm bình thường, mắm chua ngọt bình thường hết. Ừ. Cái chị hỏi, ủa sao có cái đó? Ủa? Cái người ta hỏi, ủa cái đó là cái gì? Không có gì. Cái nước 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 chấm mà đậu đó đó. À. Đậu xay đó. Đấy. Ngay thành phố Quy Nhơn. Không biết hả? À, cái ta hỏi chấm gì, cái chị bị diễn tả là à, có thịt, có đậu đậu phộng đồ xay đó. Nói sao mấy cô chủ đẹp vậy không? Mình tưởng là địa phương Quy ngay Quy Nhơn thì nó có nha, à. Không có. Dạ, giáp kiểu như Nha Trang đó chị. Cái đó là thường kiểu Nha Trang. Nhưng mà ý mình ăn trong Sài Gòn á. Đây là Quy Nhơn đúng không? Ừ, theo Quy Nhơn, mình ra ngay Quy Nhơn luôn mà không có. Cái chị hỏi ông tới chị.
đêm Tết chị cũng ngồi nhau cái anh ấy, đúng rồi, ở đây ăn mắm chua ngọt giống như mình ăn bánh xèo của mình tại vậy thôi. Gà mượn danh mình có 6 người nha chị. Cái gà nữa thân chị nấu nguyên nhân cho tụi em hỏi không mà ăn hải sản mà đã ngon. Vĩnh Tàu không lại gì chứ, ở khách sạn cũng rẻ, ở ngoài đó mất sống nha, ok lắm chị, giá khách sạn rẻ mà đẹp, biển đẹp, dịch vụ cũng ok. Thôi mà chị đi cái gì thì có eo gió gì á, gió bùng nóc luôn, gió ba cái nết. Ừ. Đi kỳ co chỉ có chụp hình được cảnh thôi, chụp người cười điên thôi. Dạ. Có vơ 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 vơ. Có bài cái nết thiệt chứ. Ừ. Mà đợt chị đi là nó không còn cho đi bằng đường tàu đi qua nữa nha. Đúng rồi ạ. Nó cho đi bằng, chúng mình là phải đi xe của nó, cho máy của nó. Của cái tour bên đó thì cho. Ừ đúng rồi. Chứ không phải là đi của cái tour mà tư nhân ở ven biển người ta chở mình đi. Tại mình tự đi tự do ở đường biển đó, nó đẹp hơn. Bao nhiêu người rồi? Lúc này eo gió luôn á. Gió thì thôi luôn á. Eo gió. Không, mình đã để cái ghim vậy rồi. Ví dụ là ăn hỏi gì nói. Cái gì nói chuyện gì sụp tập kim. Sụp tập kim. Chị quan tâm sản phẩm này. Ôi, đừng nói gái cho mình. Ông hút gì tiền. Cái này muốn chắc của chị quá à. Ủa, muốn đi làm gì? Ăn xấu. Đợt có chị mua trái xấu tươi á, cây chị bỏ tủ lạnh để nấu chua dần giống như người Bắc mới hay làm á. Ừ. Ngon thiệt. Dễ không? Nấu bằng dễ xấu ngon thiệt. Chua hả? Ở đây em thấy hay nấu lá dê. Nó chua thanh. Cái gì quên rồi, cái lá giang, cái gì chua chua không? Lá giang đó, gà nấu lá giang hả? À, không, canh chua để có nấu lá giang. Nấu lá gì quên? Cái chua gà thì có nấu lá giang thôi. Chứ nhà chị, mẹ chị hồi xưa còn nấu như ta? Lá mè non, cái lọt mè non. Thơm nha. Cái cơm này ngon. Thêm đường nó ok. Mình sẽ sưu tầm hết mấy món ăn ở Sài Gòn nếu mình mút vang ở quận 10. Thì giờ vừa like vừa mút vang thấy nào nổi rảnh đó. Đây mốt mình mua trà Thái nữa chứ. Trời ơi. Ngon ở Sài Gòn nè. Trời ơi. Hồi xưa ngon giờ bớt rồi. Trời ơi. Thầy tại ăn gì biết nó quay. Bây giờ hả? Thấy không có gì đặc sắc nha. Ý Phương Phương trước chị đi qua cũng đường Nguyễn Phương nữa. Ừ. Chị ăn gì phá lấu á, phá lấu bò. À. Làm như từ từ cái nó vơi dần hay sao? Nào mới cái cũng ngon. Ê, đến giờ nha chị vẫn chưa ăn bánh đồng xu phô mai. Ủa? Chưa uống trà chanh giấy tay. Thôi trà chanh giấy tay đắng dữ lắm. Nói chung là mấy món hot trend đó chị chưa thử. Giống như hồi xưa chè có bạch á, là nó người ta qua lâu lắm rồi, qua trend lâu lắm rồi chị mới ăn.
cho có trà sữa mà nó bằng nhiều cái ấy, tất cả như trà sữa nấm á, nó thảo mộc mấy cái bông rồi á. Hết mà ở Hà Nội với chỗ nào lạnh lạnh thì hết, tại bên Trung nó lạnh hết hết đó. Cái này hết kỳ lắm, muốn đá nó mới chịu nổi nhá, muốn đá gì nữa. Mà nấu trong mấy bình mình gớm đẹp, nhìn nó nhìn nó dễ cưng, nhìn cũng đừng. Thì bánh đồng xu thì giống hot dog của mình á, mà ở trong nó phô mai trang trả thôi, kiểu vậy. Với con đợt gì món bánh mì muối ớt gì mì nướng hả? Ừ. Đưa ăn không hả? Nó cũng nọ ra. Nói chung là chỉ không ăn, cái nào hết trên thường nó hết trên cũng không ăn luôn. Cà phê muối chỉ không muối. Cà phê muối đâu hết. Ủa, nhưng mà ý là bây giờ chưa uống cà phê muối hả? Ừ. Cà phê muối chú lắm rồi. Đợi khác với chị hết. Lúc đầu em tưởng thiệt, xong lúc sau các em hiểu nguyên nhân cái em nó uống. Để mình qua như vậy là mình thấy được cái chai keo của mình. Ai dưỡng chưa? Thấy hai mỏ chai keo. Hỏi gì thì em thì vẫn trả lời bình thường nha. Không thấy ai luôn, thấy phẩm mình thật. Phẩm chúng tôi đẹp như vậy. Có người coi mà không đâu. Mất tối lại. À hôm nay tối hôm lại mấy bà bán đồ. Bán đồ người ta bán nhiều, người ta bán nhiều tối nhiều. Như sao ta? Họ hét tà le tà lưa nữa. Ồ. Với nhà chị mà lai á, nó bay đi ngang ngoài nhớ làm tiền coi. Năm phút có một chiếc cái loi nha. Nó mấy bài nhỏ luôn. View mới bay, nhà view mới bay. Cái bài nó kiểu như muốn đáp đầu chị luôn nha. Yeah, đi đi ừ. Bên mấy năm nhà chị nó thích máy bay á. Nghe tiếng biết mà nó sẽ phân biệt được cái máy bay nào nó yêu thích nữa. Nó nghe tiếng cái tiếng động cơ của cái máy bay đó, máy bay to đó, của thể yêu vậy hay gì đó. Bay ra coi liền. Làm bất cứ việc gì cũng vậy. Cũng bay ra coi liền. Hãng khác không coi à? Ừ. Hãng khác kiểu nó quen rồi nó không coi. Có hiện cái gì vậy? Mấy cái tên mấy người hôm nay không có bạn, không có bạn tích tích lên tích lên nãy chỉ coi gắn chứ rồi theo tâm sự về đời về nghề mời cho anh hay là chỉ coi chuyện chỉ đang lai á không tốn nữa rồi à đổi giờ tối người ta mới ở không ta mua hàng á, giống như chị cũng đi mua hàng với tối tập trung được coi cái này kia. Thì giờ chị muốn mua gì á, cái chị gửi liên vào cho nó, cho nó em liên kết cho cái tài khoản của nó, chị sẽ vô mua. Anh chưa không có doanh thu. À được, bạn em cũng làm vậy, em không biết, biết là, cái gì là nó cũng bán gì mà nó sẽ mua bằng liên kết thì nó có tiền, biết là kêu giá y chang vậy đó. Thì thay vì cái người kia bán thì người kia có hoa hồng
có mẫu này. Xốp Nguyễn Hân. Các mẫu gạch kính với mẫu kính trang trí bên mình là sử dụng cho mấy cái vách kính ở mấy cái vách tường hoặc là vách trang trí của mấy cái shop rất là thu hút luôn à. Nhìn thu hút ánh nhìn của khách hàng bên ngoài. Siêu trong. Ví dụ những shop thời trang nè, shop quần giày dép hay là shop trang sức mà sử dụng cái kính phơi kính siêu trong bên mình thì ở ngoài nhìn vào á nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó rất là lung linh. Bên mình có tư vấn thiết kế thi công luôn mọi người nha. Cắn nhiều khi mẻ răng luôn á. Ừ. Lấy cái tô ăn tốt lắm mới cưng. Đúng rồi. Không được ý là em chịu không được mùi bỏ xít. Ý là em cứ không. Hình dung cái nó ngoài à. Cái mùi của bỏ xít là cái lá gì nó cũng giống giống như này màu xanh. Nó húng. Thì ý là em cũng lấy cái mùi giống giống vậy thôi. Ý kêu bị ám ảnh cái mùi đó đó. Nhưng mà ăn được thì tốt. Ý là bị tâm lý nữa. Hồi đầu mùa dịch đó, nó nước uống uống trời. Mua rau sống là chị ăn nó với lá chắc cá. Ăn được hai loại đó. Về con ốc không biết. Ba. Cái đi là lẹt đó. Hơi bị ngon. Chị nhớ có quán ốc đúng không? Cái để nó là chính gốc. Ở đâu cũng chính gốc riêng nguyên chỗ nào chính gốc á. Thì chính gốc của ta. Không chi nhánh thôi á. Giống như lẩu bò nhà gỗ gì cũng vậy. Quá trời nhà gỗ luôn. Cái nhiều quá cái người ta ăn món khác tôi qua lẩu gà. Nhưng mà được cái là anh nhà chị là dân cho nó á. Nên biết rồi. Đã có nhà trên đường hay là trên đó luôn. Sau đây ba mẹ chuẩn bị đi bán nhà rồi. Phải để ngay đó là ngon. Không được gì. Không được. Không được thì giờ ngon rồi. Bây giờ lâu chưa hay là mới lâu, cái đợt lâu lâu lắm rồi. Mọi người ngon rồi, đời đó đâu có nhiêu đâu. Xưa đất cho nó đâu có nhiêu tiền đâu. Bán được mười mấy cây á. Thôi là cũng ngon á. Để mặt tiền mà nguyên tiền hả? Mặt tiền từ hai bên khu buôn bán khu đó giờ khách sạn uống nhiều lắm á. Máu hay lắm, em xin dùm một cây. Cái vách phía sau này mọi người, đây là vách bằng mô xít nè, ở bằng mô xít. Mình làm bằng tranh chân dung hoặc là tranh phong cảnh, tranh con động vật đều được hết rồi. Cả nhà thả tim cho chị Ngân với cả nhà mình ơi. Thả được mấy tim. Cho có động lực. Động lực mất ban. Ăn để có sức là tim. Nói ngồi khen cổ nha.
xấu chỗ này nữa, làm ngọt chứ ta. Nếu cũng thấy ngọt thì em muốn ở trên, nhưng em Facebook cũng muốn ở trên thôi. Mà ý là nãy giờ mình mua từ nãy giờ nè, mình cắt cổ luôn. Chứ chị ăn ở bên đường Thánh Đông á, cái nước xấu người ta chua chua ngọt, uống nó thanh lắm. Nhiều nhiều quá, uống được nhiều quá nó sẽ không theo thị đâu. Ăn nhiều ghê trời, ăn nãy giờ cũng lâu lắm rồi đó. Tặng quà gì cả nhà mình ơi. Ủa thích em like bán quần áo á, làm giờ còn like nữa không? Còn chứ, ý là tại vì hồi trước nếu như em hỗ trợ sao ta, hồi trước em làm xong rồi vô tụi em làm cái ok với khách hàng cái kiểu gì vậy đó, xong rồi bắt đầu em làm luôn cho chị đó, tức là cũng tình cảm thôi. Là mấy cái đồ mặc là em của sao đó bán hả? Không, là đồ em bé, còn đồ em mặc là khác nữa. Đồ em mặc thì mọi người sao ta, thật ra là em vẫn có thể bé mua được cái mặt hàng giống như vậy mà giá nó tốt hơn, mà em rất là lười cái chuyện mà em nhập hàng về xong rồi em bán mà đổi gì đổi lại á chị. Nó rất là mình mẫu, nhưng mà thường á tại vì cái số đó bác mẹ và bé mà nên thường á là em like là em có em cũng sẽ mặc mẫu thử mấy cái đó thì ok bán cũng được, bán cũng ok. Em đang định ấp ủ là sẽ bán đồ ngủ thôi, đồ ngủ mà dạng kiểu thoải mái, ý là kiểu mà sexy cũng có, thoải mái cũng có, mà dạng như nó cũng rộng rộng á, nên mọi người mặc ai mặc cũng được á. Nhưng mà nó sẽ có gu xíu, ý là thời trang nó ra dễ thương, nó ra dễ thương, rồi kiểu sexy thì nó ra sexy, kiểu công chúa nó ra công chúa. À, chị nhớ con nhỏ gì Pinky, con nhỏ Pinky gì trên mấy cái clip mà clip ngắn ngắn rồi đó trên TikTok này nè, có kiểu Lan Quý Phường gì vậy, biết cái đó không? Thì nhỏ Pinky á, nó có cái shop bên Lan Sĩ á, nó không bán đồ ngủ. Chuyên đồ ngủ. Ngủ dễ thương mà dễ mặc. Còn mấy giờ đang ấp ủ dự định là sẽ đi qua bển coi đồ, coi mẫu các kiểu gì. Nếu mà em làm thì em sẽ bay qua bển em coi luôn. Em coi chất liệu, em coi này kia các kiểu. Mẹ em cho đi rồi. Không, bay đi chơi thì được, đừng ở bển luôn là được. Ý là không thích định cư mà đi chơi thì không sao, ý là biết có ngày về thì ok. Còn kiểu với lại đi 1-2 ngày, 3-4 ngày, 1 tuần ok, chứ đừng có ở bển luôn. Đi là phải mua vé về sẵn luôn không? À, ý là sao ta kêu là dạo này là cũng không có ổn, không có an toàn, ở đâu cũng không có an toàn á. Ví dụ có vấn đề gì xảy ra hay gì đó thì chiến tranh loạn lạc các kiểu thì cũng là ở bên nhau kiểu vậy đó. Ý là cả nào phải ở bên nhau, cười đó. Tình cảm gắn kết. Tình cảm gắn kết. Còn bên shop chị đó làm là đang làm, đang ai là cho em có mấy chỗ cũng kêu làm được người lớn đó. Mà tại vì những khi em bận thì em không có thích làm nhiều thứ đi, rồi em không có tập trung á, nên cái chị kia còn em còn như là quen biết đó giờ nên em hỗ trợ tuần em sẽ đi bây giờ mấy buổi đi với lại chị mấy em bé kia like hay gì đó kiểu vậy. Nó là mốt mà không, mọi người mà muốn dạ bên em có hỗ trợ nhập hàng nha cả nhà. Để chị tắt cái này, đừng thấy cái mặt của em. Tắt rồi. Ý là cho tao bán keo. Kéo xuống xíu thôi chị, khỏi tắt. Kéo cái vòng tròn nó xuống thôi, được không? À được. Đó. Cả nhà mình ơi, mình có nhu cầu mà mình muốn nhập hàng, mình làm, mình tự kinh doanh hoặc là mình muốn kinh doanh thêm, cả nhà có thể liên hệ chị Ngân nha. Em sẽ cung cấp hàng nội địa cho cả nhà. Tất cả các mặt hàng cả nhà muốn chuyên sĩ cái gì đó cả nhà theo em bắt giá là giá tầng xưởng nha. Em thì nhiều quá em không biết bán gì, mọi người biết bán cái gì thì mọi người nói em sẽ có giá, có sản phẩm cho mọi người, là một cái cầu nói như thôi, nên cả nhà có thể liên hệ chị Ngân nha. Kiểu là mua được tất tần tật mọi thứ từ nội địa chung về. Dạ, và có người giá tốt, dạ, giá tầng xưởng, có người kiểm tra chất lượng cho mình ở bên đó luôn. Giờ thì nhiều mà bất kỳ sản phẩm gì mà cả nhà thấy được trên tất cả các nền tảng thì cả nhà có thể liên hệ chị Ngân, mình có thể kinh doanh thêm. Hello, mình
tôi nói chuyện giới thiệu gia cấp của anh ta ra nó hay gì rồi. Thấy gì cũng có. Gì cũng có. Mà giờ tại thấy mọi, là, mọi người không có ai hỏi kính gì nên lấy luôn. Mình bán lẻ lẻ chứ. Mình giới thiệu thêm. Nhiều lắm, ý là thấy người ta làm gì cũng thích làm. Thế là thấy cái gì cũng ok mà. Tốt nhất là giờ em ra được gì nói. Nhưng mà em cũng không có kiểu mà chạy vòng vòng đi kiếm người này người kia kiểu gì á chị. Không có kiểu vậy. Thì người ta có nhu cầu người ta tới mình đúng không? Kiểu vậy đó thì nó không. Thì kiếm chị Ngân được rồi. Kiếm chị Ngân thôi. Ê, mình phải kính học trinh đây ha. Cái mình chỉ tập trung quay gì đó. Trời, cái đó quay là hơi bị đứt. Cái live stream này hơi bị đứt. Live kiểu như ứng dụng rồi kiểu như mở đèn, mở này kia, mở nhạc, đổi đèn rồi. Nhạc đi theo đèn rồi chưa có chịu. Thấy trên sàn là chưa có ai có review của đó luôn. Hơi bị hay luôn. Nhà mà có cái gương đặc biệt là cái shop nào mình áo là mình có cái gương đó ha. Mấy bạn tới bạn check in không, mấy bạn cũng thích. Kiểu mình thử đồ xong cái mình check in cái gương nó kiểu gì vậy. Gương đó bạn học trên mua tới 200 củ. Liên hệ hàng mình cũng là hàng mình review nội địa. Mình chỉ còn phần 10 giá. Chưa tới 1/10 nữa. Nhưng mà hiệu ứng thì ok, rất ok. Đây là bạn chị Thắng hả? Không, chưa có. Bạn không quỷ shop gì nãy giờ là tôi tắt rồi. Đâu quá. Ê, chị rửa miệng tôi. Vậy để em đưa mặt em vô. Ngon quá, ngon quá mọi người. Ăn, rửa miệng xong đây rồi. Hello cả nhà. Sao nó cứ zoom, zoom lên, zoom xuống hoài vậy ta. Cái line nó bị, nó không ổn định. Cái cam nó cứ bị mờ rồi nó rõ, nó mờ rồi nó rõ chị. Cái này bị pin yếu hả? Hello cả nhà. Cả nhà có câu hỏi gì đặt cho chị Ngân không ạ? Nha. Nào quá cả nhà ơi. Được. Tụi em múc ba nha. Này. Đi làm này với chị. Nào quá. Ngon quá. Ừ. Ở hết nữa. Do nãy chị ăn chị thấy mới quá. Chị uống một hơi nước vô. Trời ơi, nó ngọt quá. Nó ngon. Thử đâu mặt này không ngọt ngọt không ngọt. Con này bỏ vô con này luôn. Có gì ta? Cái nhà có mắm nêm á. Thì bỏ đi đi. Để bỏ xong mình đậu luôn không? Thầy bỏ vô bịch nước nè. Rồi sao nó rơi mất cái rồi. Cái...
Nẻ hả? Có. Bên mình ngoài các sản phẩm về kính, gạch kính thì bên mình có cung cấp vật tư với phụ kiện luôn nha mọi người. Vật tư phụ kiện kính. Đây là một trong những dòng keo chuyên dụng để sử dụng cho gạch kính nè. Keo này được sản xuất ở nhà máy bên Ba Lan. Mình mới ăn bún đậu nên cái miệng nó giờ phải ngậm kẹo một xíu nó mới đỡ ấy được. Ôi chị no lắm rồi Tiếp ơi. Phía sau màn hình cái camera sau của mình á có cái mẫu kính. Kính này được gọi là kính nhà thờ. Được in công nghệ in 6D nha mọi người. Công nghệ in tiên tiến hàng đầu thế giới hiện nay à. Bên mình nhận in gia công các mẫu chân dung nè, tranh tranh hình nè, phong cảnh về con vật hay là về núi rừng, nói chung là các hình ảnh cần đưa lên tranh thì bên mình đều nhận hết à. Ảnh chân dung gia đình, ảnh cưới, ảnh kỷ yếu để của công ty hoặc của lớp học, của trường học. Tại vì kính in tranh này nó cái độ bền về màu sắc nó sẽ lâu hơn là mình in trên giấy thường à. Nhưng mình để nhìn nó sang trọng hơn. Ê, một này đủ rồi đó, nó phe lắm á. Phe hả? Ừ. Em nhớ có ở đâu cái người ta làm cái kẹp nhân trong sô-cô-la. Ăn xong cái này cái này ngon không? Nghe. Đây là kẹo phe. Uống 6 đi mọi người ơi. Trời ơi, suốt ngày nó để con hamster. Con bé nhà chị. Con bé hamster đang đòi mua hamster á. Tim cho tôi không thả tim mà kêu mua hamster. Yêu đời chứ em. Thì mẫu kính của mình đi nha. Tiếp tục. Ở Sài Gòn mình giờ có bạn nào có nhu cầu làm shop mà cái kính phía trước á, kính kính của cửa đi hả, hay kính của cái vách trưng bày sản phẩm, muốn thu hút hơn á, thì mình sử dụng cái kính bên shop góp mình nha.
vì về màu sắc nè, về độ xuyên sáng của nó rất là cao, cao hơn những dòng kính trên thị trường hiện tại. Thì kết hợp với đèn led. Nó ra tạo ra không gian của cái nơi sử dụng cái bức vách bằng kính của mình đó. Nó nhìn nó sinh động hơn, nó lung linh hơn, nhìn tươi mới hơn. Đổi màu nha, đổi màu led nha. Em thấy kiểu này được mất mình ngay giống vậy. Ok, không sáng mặt mình không? Sao? Nhưng mà em vẫn thấy góc bên này đẹp hơn góc bên này nha. Mà này tại chị muốn cho người ta thấy đẹp, đẹp kính như này, này. Xếp như cái đèn này đúng rồi đó. Đúng như cậu rồi. Đây là kính ghép an toàn nha mọi người ha. Độ an toàn nó cao hơn kính cường lực bình thường của mình nữa. Vì khi có va đập mạnh hay là có vấn đề sự cố nào đó để làm vỡ cái bề mặt gương này nè, thì nó có cái lớp keo ở đây, nó giữ lại, giữ trên bề mặt gương này luôn, chứ nó không có bắn tung tóe. Với kính ghép bên xếp gót thì mọi người làm kính ở khu vực dành cho trẻ con vẫn rất là an toàn à. Với cái màu sắc nó tươi mới như này nè, sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ tới để check in, để chụp hình hoặc để chơi, để vui chơi. Thì mình thấy mấy cái quán cà phê nè, hay là ủa xong đúng rồi, nó có bị sáng này đó, nó cứ bị zoom in zoom out, bị lấy mặt bằng lấy mặt đỡ lại, đã bị gì biết, tại pin nó không đủ năng lượng nó. Mà trong quá trình mình like nó cũng hết pin nhanh lắm, lấy đúng rồi nhanh không mà thường vậy mà lấy chỉ về nó cũng pin nó cũng yếu mà 2 năm trời rồi. Con 16 luôn. Mấy cái tay đó có lúa không đâu. Giờ là tiền ai cũng không trả luôn. Sao nó cứ bắt nấy nét cái mặt mình xong sao gần sáng tối gì hoài vậy trời. Chúng gì không ta? Không luôn á. Bạn mình cũng đâu bị rung đâu. Cái là cam cứ đấy để lên luôn. Kiểu như nó không ổn định đường truyền hay sao? Thì nó rút cái đường sạc pin ra luôn đúng không? Nóng cái máy nóng quá ta. Định được có người hả? Ừ. Chắc có bị nữa không? Chẳng bị là giao viên. Chắc không rồi đó. Không thấy gì. Giao viên. Vì là giao viên yếu rồi. Ừ. Tao like chút nữa rồi. Hai muốn like luôn. Hai luôn. Phải. Bị nha. Không thấy bị. Để vậy là giống như cái này nó tự mang tên. Sao la cái người khác không cho quay camera kép vậy? Để mình thấy lại.
buồn hay gì. Chị quay xéo qua chị cho. Ủa thì này cũng được cái bức tranh này chị. Ừ thì cái đây mấy. Ok. Được đó. Này thêm một kinh nghiệm mới. Cái hiệu ứng kính của cái mẫu kính ghép này á, nhìn khi mà ánh sáng chiếu, ánh sáng này led chiếu vào á, nhìn như một viên pha lê vậy. Người thấy không? Đó. Thì nó lấp lánh và nó có nhiều màu sắc ra, nó như nhìn rất là sinh động luôn. Cái clip này thì bữa giờ chị chưa đăng nó luôn á. Clip của cái kính này nè. Chị quay rồi chị chưa đăng. Bữa quay bằng điện thoại có sẽ đẹp lắm. Em biết chưa? Chưa luôn. Để ngày mai tối về phòng tiếng cho nó. Mà mọi người á kêu chị á là nên kèm theo hình hoặc video của cái dựng này nhiều á, cái chuyện lớn, à. Ờ. Cái chuyện lớn của nó để ta hình dung cho nó dễ. Đi kiếm. Chứ lúc mà gửi cho mấy anh thiết kế, mấy anh thiết kế lấy hết này đó mình. Mà mấy anh chưa hình dung được là làm gì hết. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa biết là nó ra nhiều vậy đó, có bị nhìn nó bị lè lè quá hay không kiểu gì. Nhìn một mẫu nhỏ này thì nó xảo này, nhưng mà không gian rộng quá nhìn nó. Bị ô về quá không kiểu gì. Sếp mình đang nguyên ngày đâu ta. Hai sếp đi vô cái vùng nào không có sóng xiết gì. Ê, chị thấy con bạn chị nó like á, nó có cái bàn quay của nó lúc nào cũng xoay luôn nè, chứ không phải như cái này của mình không. Ý là chắc lúc đầu sếp cũng nghĩ là quay liên tục á, nhưng mà về nó im rồi, quay được xíu cái ấy mình phải tác động vật lý nó. Mình có thiết kế và thi công hoặc là mình cung cấp vật tư cho những bên công ty nhôm kính nè, công ty nội thất nè, công ty thiết kế nè, mình cung cấp vật tư kính thì quay phụ kiện kính. Về cái tay sếp thì sức gì. Ngoài ra mình còn nhiều mẫu kính khác nha, kính ghép hiệu ứng kim loại như thế này. Cái này làm bạch ốp trang trí nhìn nó rất là sang trọng luôn rồi. Có lớp phim hiệu ứng kim loại đây nè. Nhìn rất là lấp lắm. Ở ngoài bề mặt sọc kính là có sọc được khắc laser trên bề mặt của cái kính luôn nha mọi người.
đây là một mẫu kính ghép vải hiệu ứng ánh kim nhũ vàng. Có hoa văn, có họa tiết gì? Nó được ghép phim bên trong. Phải hỏi làm rõ với sếp, là hỏi là cái thông tin kỹ thuật của nó này. Mẫu kính ghép này bên em hay cung cấp cho những cái công trình shop thời trang nè. Nhìn tông màu nó rất là tây. Họa tiết hình khói được tạo ngẫu nhiên, nhìn nó rất là hiện đại, rất là trẻ trung. Tất kính mặt dựng phía trước những cái shop thời trang, shop mỹ phẩm hay là shop giày dép cao cấp, dùng các loại mẫu kính ghép bên em thì rất là phù hợp, vì nó góp phần tăng thêm cái độ sinh động phía trong sản phẩm của cái quầy trưng bày phía bên trong khu vực mà của cái showroom đó, cái showroom của cửa hàng. Nhìn nó tưởng đâu kính hiệu ứng hoa đồng á, nó cũng nhờ lắp lắp lắm giống gì nè. Nhưng mà kiểu kia là nó trên mặt phẳng thôi, còn của mình là cái này nó có khắc cái này. Có này có cái này. Có vân. Phần hiệu ứng nổi trên lá, nổi trên kính. Mẫu kính ghép bên mình rất là đa dạng, lý do là mình chỉ cần thay đổi một mẫu một chút về trong cái phim ghép bên trong sẽ ra một cái mẫu, chỉ cần thay đổi thì ví dụ cùng một mẫu nhưng mà ra màu khác thì nó sẽ ra mẫu khác. Hoặc là cái bề mặt này, nó bề mặt kính của hai bên này mình sử dụng cái kính khác thì nó cũng tạo ra một mẫu mới. Nên các anh chị cần cái sự riêng, gọi là sản phẩm tạo dấu ấn riêng của mình á, thì bên em đều đáp ứng được hết. Những cái shop hoa tươi á, mình muốn sử dụng cái vách kính mình có hoa để trang trí thêm á, để tạo ấn tượng, tạo sự thu hút đối với khách hàng, thì sử dụng kính ghép ở phim tâm và hoa
Nhưng mà hoa đó là xử lý thành hoa khô rồi. Đây là kính màu xanh ha, cũng là phôi siêu trong luôn. Phôi siêu trong bên mình đạt 93% nên ánh sáng, hiệu ứng ánh sáng nó rất là tối ưu. Này kính ghép, ghép lưới kim loại nha mọi người. Đây là sao này giống như vừa rồi chị đang mặc cái gì? Tâm sự tâm. À hôm nay chị đi, chị để ý cái chỗ ấy, cửa hàng Vespa á. Nó có Vespa màu xanh nin. Ủa vậy hả? Dễ thương. Dạ. Mình có tiền là hốt con đó liền. Dễ thương. Tiền nào cũng có tiền. Nén đi sắp rồi. Đòi được nợ không có tiền. Không đòi được nợ là vẫn còn nghèo nhé. Đây bề mặt kính của mình có thể thay đổi, lý do là này. Bên mình có kính, các loại kính đúc và kính cắt laser. Như đây. Đây kính đúc nè, đúc vân nhuyễn. Hai mặt nó là đúc vân nhuyễn hết. Bé là sơ rồi này. Dạ. Để đây chị nói cái này. Còn đây là kính, kính sọc vân to. Đây là vân nhuyễn. Kính sọc này mình ốp mấy cái tủ làm cánh, tủ mà tủ quần áo nè, hay tủ rượu, tủ mà đựng mấy cái đồ trưng bày của trong gia đình mình. Mọi người có thói quen là sưu tập mấy cái bình, bình gốm, bình gốm sứ rồi để trong cái tủ để trưng bày á, sử dụng những cái loại kính này rất là đẹp, ánh sáng nó vẫn đi qua, mình thấy được bên trong nhưng mà hiệu ứng bên ngoài nó vẫn thấy được hiệu ứng cái phim ghép bên ngoài. Giống như mẫu này. Hoặc mình làm có vách ngăn phòng họp á, và ở phòng khách với phía bên bên trong khu vực đại thất bên trong, thì mình làm cái vách ngăn lưới như này nè, kim lưới như này sẽ khi mà ánh sáng thì nó vẫn xuyên qua, nhưng mà cái độ riêng tư nó sẽ có lý do là mình nhìn sẽ không thấy rõ được khu vực bên trong. Nè mọi người có thấy không? Thấy nó mờ. Em ngồi phía sau cái tấm gương này nhìn em nó mờ. Bạn theo dõi mình nãy giờ lâu lắm luôn á. Bạn thân xốp rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi mình thời gian lâu như vậy. Ủa Tùng mình có quen ta. Nhìn đi. Nhìn quen. Nghe tên thì thấy quen quen lắm.
Tùng Hoàng hả? Có phải anh Tùng làm cái Aruba Window không ta? Tại nãy thấy mình ăn chua quá. Ừ. Ăn cái món thơm ghi chua á. Nhớ ai hả? Ờ đúng luôn. Rồi mình nhớ. Thấy cái tên Tùng Hoàng mình nhớ. Ủa anh Tùng lúc này làm ở đâu vậy? Anh có dự án nào sử dụng kính không? Bên em, sếp bên em là chuyên cung cấp kính bên nhà máy bên Trung Quốc đi qua luôn á. Bên em giờ chuyên làm kính trang trí, kính ghép chứ không phải là kính mặt dựng không. Kính mặt dựng vẫn có nhưng mà cái hàng sếp em muốn đánh chủ lực luôn. Hiện tại là kính nhà thờ nè, kính trang trí với máy gặp kính phía sau em nè. Anh được mấy vé rồi? Giờ anh còn liên lạc với cái Tiên rồi không? Cái Tiên Nghĩa rồi. Bên dự án của công ty kính anh chị, xin chị làm nhân sự bên đó. Đây mẫu kính mới bên em là này, bên thị trường chưa có. Cảm ơn. Hết tuổi. Tại làm nhiều quá nên thời gian nó bỏ quên á. Này mẫu kính mới bên em luôn nè. Này giới thiệu với mấy anh thiết kế là nó hot lắm luôn. Nó giống mẫu kính hòa đồng nhưng mà thực ra là đây là trên một bề mặt kính gọi là sao ta? Nguyên một tấm. Gọi là kính nguyên bản luôn á. Nhưng mà màu thì nó phân lớp ra vậy nè. Này là do lớp phim ở bên trong. Này công nghệ của gọi là sao ta, độc quyền của bên sếp góp bên em à. Dạ anh vô bio của em á có số giúp là trên đó, anh ép giùm em đi rồi xíu em gửi sản phẩm riêng lên qua cho anh. Ê công nhận cái app lợi hại thiệt đi. Hả? Công nhận mấy cái app ông thích tốt thì lợi hại thiệt. Ê tóc con này dễ thương nè. Búi hơi khó. Nhưng mà bây giờ thường cái này là nó xài tóc giả rồi. Ý là nó có hai cái cục đó rồi chỉ gắn lên thôi. Nên nhìn nó rất là chứ bình thường tóc thiệt không ai làm được. Ý là nó không có cái độ phẩm. Chị đeo lúc trước chị hay lên live mấy bạn chị chơi á. Ai cũng cười. Nhìn nó nhìn xong rồi nhí nhảnh như vậy. Tại vì vậy đó. Mình mấy cái cưng có thương mấy thương mà mấy cái cưng mà ở nhà đem mấy cái cưng. Ê mốt mình đi làm mình đem vậy lên ai hỏi mình luôn hả? Mình đem lên vậy nè mốt like mà vậy là tao người con lắm. Đúng rồi mình tự tạo phụ kiện giúp mình.
giống bên ăn uống thì có con bé gì tóc vàng hoe gì nó nhường cho nó tóc nó vàng hoe luôn á, nó tạo cái kênh thương hiệu của nó là vậy luôn. Mẫu kính ghép bên em có rất là nhiều mẫu mã đa dạng về chủng loại, về kích thước, về màu sắc. Đây. Bên em có cung cấp phụ kiện luôn nha mọi người, phụ kiện và vật tư của ngành kính. Đây. Mẫu màu xanh này là xanh dương, xanh biển. Này lên vách kính nhìn nó rất là tươi mát luôn à. Này thích hợp cho vách kính của shop thời trang nè, quán cà phê hay là những nhà hàng. Sorry. Tại khẩu kính nó hơi to nên để nó. Này kết hợp với ánh đèn led thì nhìn nó lung linh lắm nha mọi người. Em đang đổi màu đèn led nha. Hiệu ứng khúc xạ ánh sáng rất là tốt. Chị cần thông tin liên hệ để tư vấn, để đặt hàng thì trên bio em có số của em à. Hoặc là nhắn trực tiếp ở trên line này cũng được, hoặc là qua nhắn của TikTok này cũng được. Em đều chép và phản hồi hết rồi. Xu hướng của trong ngành nội thất và xây dựng bây giờ là sử dụng kính an toàn nhiều hơn mọi người. Tại nó đề cao cái tính an toàn cho người sử dụng hoặc là những cái không gian mà lắp đặt kính đó. Xem đã tham gia sau khi phim live của bạn được đề xuất trên bản tin nội bộ live. À, được đề xuất hả? Ừ. Còn coi là tổng 199 người coi. Ừ. Bạn đang nhận được lượt xem nhanh hơn 99% nhà sáng tạo live có số lượng follow tương tự. Ghê. Ý là mình ít follow mình được like nhiều, coi quan tâm. Có tinh thần. Ok. Có động lực đấy. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến giờ phút này ạ. À. Các bạn coi quá trời coi. Hôm nay phiên live mình tới đây nha. Mình cảm ơn mọi người đã theo dõi mình. Mình hẹn các bạn vào phiên live của sáng mai ạ. Ủa, mai. Không quên. Không, tuần sau thứ hai, tuần sau. Cho ngày mai mình ớt, mình xin lỗi. Thứ mai nhớ ngày mai là ngày có ngày đi làm. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.